Nam Hàn và Hoa Kỳ tập trận chung, tên từ Pochon. Quân đội Nam Hàn và Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc tập trận chung bắn đạn thật vào ngày hôm nay là một phần của cuộc tập trận quân sự hàng năm mang tên Đại Bàng Con, kéo dài cho đến ngày 18 tháng 4. Hai nước đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của không quân, pháo binh và thiết giáp tại một căn cứ của pháo binh ở Pochon, nằm khoảng 50 cây số về phía đông bắc Hán Thành. Chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại Nam Hàn cho biết, cuộc tập trận bắn đạn thật có sự tham gia của 250 binh lính Hoa Kỳ, 5 chiếc xe quân dụng và 5 máy bay trực thăng. Cuộc tập trận cũng có khoảng 100 binh sĩ Nam Hàn, 2 xe tăng K-1, 4 xe thiết giáp và 3 súng cối. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã dâng cao sau khi Bắc Hàn phóng thử 2 tên lửa đạn đạo vào tháng trước và Bình Nhưỡng nói rằng họ không loại trừ khả năng tiến hành một hình thức thử hạt nhân mới. Khoảng 28.000 binh sĩ Hoa Kỳ đang đóng tại Nam Hàn kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953 với một thỏa thuận ngừng bắn mà vẫn chưa có một hiệp ước hòa bình.